bạn có cảm thấy mệt mỏi vì những căng thẳng và bực bội trong cuộc sống? Bạn muốn tìm kiếm sự bình an nội tâm và giải phóng bản thân khỏi những cảm xúc tiêu cực? Hãy cùng tham gia hành trình nuôi dưỡng lòng kiên nhẫn, một bộ hướng dẫn thực tiễn gồm 7 bài học, dẫn dắt bạn khám phá sức mạnh tiềm ẩn của lòng kiên nhẫn và áp dụng nó vào cuộc sống hàng ngày, giúp xua tan mọi sự bực bội và nóng nảy, mang tới sự bình an nội tâm đích thực. Bắt đầu hành trình ngay hôm nay và cảm nhận sự thay đổi tích cực trong chính mình. Bài học 1. Thực hành chánh niệm và thiền định. Chánh niệm là thực hành hiện diện hoàn toàn và tham gia vào khoảnh khắc hiện tại, thừa nhận những suy nghĩ, cảm xúc và cảm giác của chúng ta mà không phán xét. Đó là về việc chú ý đến khoảnh khắc hiện tại hơn là suy nghĩ về quá khứ hoặc lo lắng về tương lai. Thực hành này giúp chúng ta luôn vững vàng và không bị cuốn theo những suy nghĩ hoặc cảm xúc của mình, do đó nuôi dưỡng lòng kiên nhẫn. Để thực hành chánh niệm, hãy bắt đầu bằng cách tập trung vào hơi thở của bạn, cảm nhận cảm giác của không khí đi vào và ra khỏi cơ thể. Nếu tâm trí lang thang, hãy nhẹ nhàng đưa nó trở lại hơi thở. Hành động tập trung vào hơi thở đơn giản này có thể giúp bạn bình tâm và đưa bạn trở lại khoảnh khắc hiện tại. Ngược lại, thiền định là một thực hành tập trung, dẫn đến một tâm trí bình tĩnh và an lạc. Đó là một công cụ giúp chúng ta đạt được chánh niệm. Trong Phật giáo, thiền định được sử dụng để nuôi dưỡng nhận thức, lòng từ bi và sự hiểu biết. Đó là một thực hành giúp làm dịu tâm trí, buông bỏ những suy nghĩ và phiền nhiễu và tập trung vào khoảnh khắc hiện tại. Có nhiều hình thức thiền định trong Phật giáo, nhưng tất cả đều có chung mục tiêu là nuôi dưỡng một tâm trí bình tĩnh và an lạc. Một trong những hình thức thiền định phổ biến nhất là thiền Samatha hay thiền tĩnh lặng. Điều này liên quan đến việc tập trung vào một đối tượng duy nhất, chẳng hạn như hơi thở, một câu thần chú hoặc một hình ảnh để làm dịu tâm trí và phát triển sự tập trung. Một hình thức thiền định khác là thiền Vipassana hay thiền minh sát. Điều này liên quan đến việc quan sát hơi thở, cơ thể, suy nghĩ và cảm xúc với nhận thức không phán xét. Mục đích là để hiểu sâu sắc về bản chất thực sự của thực tế và phát triển trí tuệ và sự hiểu biết. Thực hành chánh niệm và thiền định thường xuyên có thể giúp chúng ta hiểu biết hơn là phản ứng theo sự bực bội hoặc thiếu kiên nhẫn. Nó giúp chúng ta nhìn nhận mọi thứ như chúng vốn có, mà không bị bóp méo bởi những suy nghĩ và cảm xúc của chúng ta. Chánh niệm và thiền định giúp chúng ta phát triển lòng từ bi và sự hiểu biết cho bản thân và người khác. Hiểu biết rằng tất cả đều được kết nối với nhau. Sự hiểu biết này có thể giúp chúng ta kiên nhẫn và từ bi hơn trong các mối quan hệ với người khác. Bài học 2. Thực hành nói chuyện tích cực với bản thân. Cách chúng ta nói chuyện với chính mình có thể ảnh hưởng rất lớn đến khả năng kiên nhẫn của chúng ta. Trong Phật giáo, lời nói đúng đắn là một trong bát chánh đạo dẫn đến giác ngộ. Điều này bao gồm cả cách chúng ta nói chuyện với bản thân. Thay vì mắng mỏ bản thân khi mọi thứ không diễn ra theo kế hoạch, chúng ta có thể thực hành nói chuyện tích cực với bản thân. Nói chuyện tích cực bao gồm việc nói chuyện với chính mình một cách tử tế, hỗ trợ và khích lệ. Đó là về việc thay thế những lời nói tiêu cực bằng những lời khẳng định tích cực, nhắc nhở bản thân về những điểm mạnh và khả năng của mình, và định hình lại những tình huống khó khăn thành cơ hội để phát triển. Một trong những nguyên tắc chính của Phật giáo là vô thường, ý tưởng rằng mọi thứ trong cuộc sống đều tạm thời và không ngừng thay đổi. Nguyên tắc này có thể được áp dụng cho việc thực hành nói chuyện tích cực với bản thân. Khi cảm thấy thiếu kiên nhẫn hoặc bực bội, chúng ta có thể tự nhắc nhở mình, điều này rồi cũng sẽ qua. Tôi có khả năng xử lý tình huống này một cách kiên nhẫn và bình tĩnh. Một khía cạnh quan trọng khác của việc nói chuyện tích cực với bản thân là lòng tự thương. Trong Phật giáo, từ bi với chính mình được coi là một khía cạnh cơ bản của sự phát triển tâm linh. Nó bao gồm việc đối xử với chính mình bằng lòng tốt và sự hiểu biết, giống như cách chúng ta đối xử với một người bạn thân. Khi mắc lỗi hoặc gặp phải thất bại, thay vì mắng mỏ bản thân, chúng ta có thể nói, tôi đang cố gắng hết sức mình. Mắc lỗi là điều bình thường. Tôi sẽ học hỏi và trưởng thành từ trải nghiệm này. Nói chuyện tích cực với bản thân cũng bao gồm việc nuôi dưỡng lòng biết ơn. Lòng biết ơn giúp chúng ta trân trọng khoảnh khắc hiện tại, hơn là luôn phấn đấu cho nhiều hơn hoặc suy nghĩ về những gì thiếu sót trong cuộc sống. Bằng cách tập trung vào những gì mình biết ơn, chúng ta có thể nuôi dưỡng cảm giác hài lòng và an lạc, từ đó nuôi dưỡng lòng kiên nhẫn. Để thực hành, hãy dành vài phút mỗi ngày để suy ngẫm về những điều bạn biết ơn. Đó có thể là một điều đơn giản như một tách trà ấm, một hoàng hôn tuyệt đẹp hoặc một lời tử tế từ một người bạn. Bằng cách tập trung vào những khía cạnh tích cực này trong cuộc sống của mình, chúng ta có thể chuyển đổi tư duy từ thiếu thốn sang sung túc,
Nói chuyện tích cực với bản thân cũng bao gồm việc nuôi dưỡng lòng chấp nhận. Chấp nhận có nghĩa là thừa nhận mọi thứ như chúng vốn có mà không phán xét hay chống đối. Khi chúng ta thực hành chấp nhận, chúng ta có thể buông bỏ nhu cầu kiểm soát hoặc thay đổi mọi thứ, điều mà thường dẫn đến sự thiếu kiên nhẫn và bực bội. Để thực hành chấp nhận, hãy thử nói với bản thân: mọi thứ đều như vậy, tôi không thể kiểm soát mọi thứ. Tôi chấp nhận tình huống này như nó vốn có và tôi chọn đáp lại bằng sự kiên nhẫn và bình tĩnh. Hãy nhớ, nói chuyện tích cực là một sự rèn luyện, cần có thời gian và công sức để huấn luyện lại tâm trí của chúng ta suy nghĩ tích cực. Nhưng với việc thực hành kiên trì, chúng ta có thể biến đổi khu vườn tâm trí của mình, nuôi dưỡng lòng kiên nhẫn, khả năng phục hồi và an lạc nội tâm. Đức Phật đã dạy rằng, tâm là tất cả. Bạn nghĩ gì, bạn sẽ trở thành như vậy. Chúng ta hãy cố gắng suy nghĩ tích cực, nói chuyện tử tế với bản thân và nuôi dưỡng một tâm trí kiên nhẫn và an lạc. Bài học 3. Kiên nhẫn với chính mình. Kiên nhẫn là một đức tính cần thời gian để nuôi dưỡng. Điều quan trọng là phải kiên nhẫn với chính mình khi bạn bước đi trên hành trình này. Hãy nhớ rằng, con đường giác ngộ không phải là một cuộc đua, mà là một hành trình cần được tận hưởng. Kiên nhẫn với bản thân là chấp nhận rằng sự phát triển và thay đổi là những quá trình dần dần. Đó là về việc hiểu rằng chúng ta không hoàn hảo và mắc lỗi là điều bình thường. Cho mình thời gian và không gian để học hỏi, trưởng thành và cải thiện. Một cách để nuôi dưỡng lòng kiên nhẫn với bản thân là đặt ra những kỳ vọng thực tế. Thông thường, chúng ta đặt ra những mục tiêu không thực tế và trở nên bực bội khi không đạt được chúng, dẫn đến cảm giác không đủ năng lực và nghi ngờ bản thân. Thay vào đó, hãy đặt ra những mục tiêu có thể đạt được và ăn mừng sự tiến bộ của bạn dù nhỏ đến đâu. Hãy nhớ rằng, mỗi bước tiến đều là một bước để trở thành một người kiên nhẫn hơn. Khi bạn mắc lỗi hoặc cảm thấy thiếu kiên nhẫn, đừng mắng mỏ bản thân. Hãy thừa nhận cảm xúc của bạn, tự an ủi mình và nhắc nhở bản thân rằng mắc lỗi là điều bình thường. Bằng cách tập trung vào khoảnh khắc hiện tại, chúng ta có thể nhận thức rõ hơn về những suy nghĩ và cảm xúc của mình. Điều này có thể giúp chúng ta nhận ra khi nào mình đang thiếu kiên nhẫn và cho chúng ta cơ hội để lùi lại một bước và phản ứng một cách bình tĩnh và chắc ẩn hơn. Mọi thứ trong cuộc sống đều tạm thời và không ngừng thay đổi, bao gồm cả suy nghĩ, cảm xúc và hoàn cảnh của chúng ta. Chấp nhận sự thật này, chúng ta có thể học cách buông bỏ những kỳ vọng của mình và đón nhận khoảnh khắc hiện tại với sự bình thản và chấp nhận. Hãy nhớ rằng, hành trình hướng tới kiên nhẫn không phải là một đường thẳng. Sẽ có những thăng trầm, những khoảnh khắc tiến bộ và những khoảnh khắc thụt lùi. Nhưng mỗi khoảnh khắc, mỗi trải nghiệm đều mang đến cơ hội để học hỏi và trưởng thành. Vì vậy, hãy kiên nhẫn với chính mình, cho bản thân thời gian và không gian để phát triển, ăn mừng những tiến bộ của bạn, dù nhỏ đến đâu. Hãy đối xử với bản thân bằng lòng tốt và lòng trắc ẩn. Và hãy nhớ rằng, hành trình hướng tới kiên nhẫn là hành trình hướng tới một cuộc sống an lạc, viên mãn và giác ngộ hơn. Theo lời của Đức Phật, chính bạn cũng giống như bất kỳ ai trên toàn thế giới, xứng đáng nhận được tình yêu và sự trìu mến của chính mình. Vì vậy, hãy yêu thương bản thân và nhớ rằng, mỗi bước bạn thực hiện, dù nhỏ đến đâu, đều là một bước để trở thành một phiên bản tốt hơn. Bài học 4. Giữ nhật ký về những điều khiến bạn thiếu kiên nhẫn. Hiểu được những điều khiến bạn thiếu kiên nhẫn là một nhận thức quan trọng. Các yếu tố kích hoạt là những tình huống, hành vi hoặc cảm xúc kích động phản ứng bên trong chúng ta, thường dẫn đến cảm giác thiếu kiên nhẫn hoặc bực bội. Bằng cách ghi lại nhật ký về những yếu tố kích hoạt này, chúng ta có thể bắt đầu nhận ra các mẫu lặp lại, hiểu phản ứng của mình và phát triển các chiến lược để quản lý chúng hiệu quả. Hãy bắt đầu bằng cách tạo một cuốn nhật ký đơn giản. Đây có thể là sổ tay truyền thống, tài liệu kỹ thuật số hoặc thậm chí là một ứng dụng ghi chú trên điện thoại. Điều quan trọng là chọn một phương pháp thuận tiện và dễ dàng truy cập cho bạn. Mỗi khi bạn cảm thấy thiếu kiên nhẫn, hãy dành một chút thời gian để ghi lại chi tiết của tình huống. Chuyện gì đã xảy ra? Bạn đang ở cùng người nào? Bạn cảm thấy thế nào? Cố gắng càng chi tiết càng tốt. Ví dụ, thay vì viết "giao thông khiến tôi thiếu kiên nhẫn", bạn có thể viết "tôi cảm thấy thiếu kiên nhẫn khi bị kẹt xe 20 phút trên đường đi làm". Theo thời gian, bạn có thể bắt đầu nhận thấy các mẫu hành vi lặp lại. Có lẽ bạn cảm thấy thiếu kiên nhẫn nhất khi đói hoặc mệt mỏi. Có thể những người hoặc tình huống nhất định luôn kích hoạt sự thiếu kiên nhẫn của bạn. Những hiểu biết này có thể vô giá trong việc giúp bạn hiểu và quản lý phản ứng của mình. Một khi bạn đã xác định được những yếu tố kích hoạt,
bạn có thể bắt đầu phát triển các chiến lược để quản lý chúng. Ví dụ, nếu bạn thấy đói thường dẫn đến thiếu kiên nhẫn, bạn có thể mang theo đồ ăn nhẹ lành mạnh bên mình. Nếu những người nhất định kích hoạt sự thiếu kiên nhẫn của bạn, bạn có thể thực hành chánh niệm và lòng từ bi, nhắc nhở bản thân rằng mọi người đều đang cố gắng hết sức với những nguồn lực họ có. Hãy nhớ rằng, mục tiêu không phải là tránh những yếu tố kích hoạt, mà là học cách đáp lại chúng một cách bình tĩnh và trắc ẩn. Bằng cách ghi lại nhật ký về những yếu tố kích hoạt, bạn đang thực hiện một bước quan trọng để hiểu bản thân mình tốt hơn. Điều quan trọng cần lưu ý là quá trình này nên được tiếp cận với lòng tự thương. Tất cả chúng ta đều có những yếu tố kích hoạt và đôi khi cảm thấy thiếu kiên nhẫn là điều hoàn toàn bình thường. Vấn đề là sử dụng những khoảnh khắc này như những cơ hội để phát triển và học hỏi thay vì coi chúng là bằng chứng của sự thất bại hay thiếu năng lực. Hiểu và quản lý các yếu tố kích hoạt, chúng ta có thể giải thoát bản thân khỏi sự kìm kẹp của cơn giận và sự mất bình tĩnh, đồng thời nuôi dưỡng một cách tiếp cận cuộc sống an lạc và từ bi hơn. Bài học 5. Đặt bản thân vào những tình huống thử thách lòng kiên nhẫn. Bắt đầu xác định những tình huống mà bạn thường tránh do thiếu kiên nhẫn. Thách thức bản thân bằng cách cố tình đặt mình vào những tình huống thử thách này. Đó có thể là bất cứ việc gì, từ việc giúp trẻ em làm bài tập về nhà đến việc xếp hàng dài, từ việc đối phó với một đồng nghiệp khó tính, đến việc đi lại trong một khu chợ đông đúc, hoặc thậm chí là học hỏi một kỹ năng mới đòi hỏi thời gian và thực hành. Sau khi xác định được những tình huống này, hãy nỗ lực có ý thức để tham gia vào chúng. Ví dụ, khi đối phó với một đồng nghiệp khó tính, thay vì né tránh, hãy tận dụng cơ hội để tiếp xúc với họ. Hãy lắng nghe và cố gắng hiểu quan điểm của họ, đáp lại bằng sự tử tế và bình tĩnh. Điều này không chỉ giúp nuôi dưỡng lòng kiên nhẫn mà còn thúc đẩy các mối quan hệ và sự hiểu biết tốt đẹp hơn. Nếu cảm thấy khó khăn khi học một kỹ năng mới, thay vì bỏ cuộc, hãy coi đó là cơ hội để rèn luyện lòng kiên nhẫn. Hãy nhớ rằng, chuyên gia nào cũng từng là người mới bắt đầu. Mắc lỗi và dành thời gian học hỏi là điều bình thường. Thực tế, đây là cơ hội hoàn hảo để thực hành chánh niệm và nói chuyện tích cực với bản thân, như đã thảo luận trong các bài học trước. Đi lại trong một khu chợ đông đúc hoặc một con phố tấp nập cũng có thể là một cơ hội tốt để rèn luyện lòng kiên nhẫn. Thay vì cảm thấy bực bội với đám đông, hãy hít thở sâu và tập trung vào khoảnh khắc hiện tại. Quan sát sự nhộn nhịp xung quanh bạn, lắng nghe âm thanh và cảm nhận năng lượng của địa điểm đó. Đây có thể là một trải nghiệm thú vị nếu chúng ta tiếp cận nó với tư duy đúng đắn. Hãy nhớ rằng, mục tiêu ở đây không phải là chịu đựng những tình huống này, mà là tham gia vào chúng một cách chánh niệm và bình tĩnh. Đó là về việc thay đổi góc nhìn của chúng ta và xem những tình huống này không phải là trở ngại mà là cơ hội để phát triển và học hỏi. Điều quan trọng cần lưu ý, dù việc tự thử thách bản thân là có lợi, chúng ta cũng nên chú ý đến giới hạn của mình. Nếu một tình huống gây ra quá nhiều căng thẳng hoặc lo lắng, hãy lùi lại và nghỉ ngơi. Vấn đề là tìm ra sự cân bằng giữa việc tự thử thách bản thân và chăm sóc sức khỏe tinh thần. Khi tâm trí trong sạch, niềm vui sẽ theo sau như một cái bóng không bao giờ rời xa. Vì vậy, hãy định hình suy nghĩ của chúng ta bằng sự bình tĩnh, thấu hiểu và lòng tốt. Hãy nắm lấy những thách thức như những cơ hội để phát triển và học hỏi. Và hãy cố gắng trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, từng bước kiên nhẫn. Bài học 6. Rèn luyện kỹ năng lắng nghe tích cực. Lắng nghe là một công cụ mạnh mẽ trong việc nuôi dưỡng lòng kiên nhẫn. Khi chúng ta thực sự lắng nghe người khác, chúng ta đang hiện diện trong khoảnh khắc, tập trung vào việc hiểu quan điểm của họ hơn là vội vàng đáp lại. Để trở thành người biết lắng nghe, hãy bắt đầu bằng cách dành cho người nói sự chú ý hoàn toàn. Gác lại những thứ gây mất tập trung, chẳng hạn như điện thoại hoặc các nhiệm vụ khác, và tập trung vào người đang nói. Hành động chánh niệm này thể hiện sự tôn trọng đối với người nói và lời nói của họ, đồng thời giúp nuôi dưỡng lòng kiên nhẫn. Thực hành lắng nghe tích cực không chỉ liên quan đến việc nghe những từ ngữ, mà còn bao gồm việc hiểu một thông điệp. Chú ý đến giọng điệu, ngôn ngữ cơ thể và cảm xúc của người nói. Cố gắng nhìn nhận vấn đề từ góc nhìn của họ ngay cả khi bạn không đồng ý với quan điểm của họ. Thực hành đồng cảm này có thể giúp nuôi dưỡng lòng kiên nhẫn và sự hiểu biết. Tránh ngắt lời người nói. Ngắt lời có thể khiến người nói cảm thấy bị thúc giục hoặc không được lắng nghe, có thể dẫn đến bực bội và xung đột. Thay vào đó, hãy cho người khác nói hết suy nghĩ của họ trước khi phản hồi. Thực hành kiềm chế này có thể giúp nuôi dưỡng lòng kiên nhẫn. Khi đến lượt bạn nói, hãy phản hồi một cách chu đáo về những gì người nói đã nói. Hãy thừa nhận cảm xúc và quan điểm của họ, ngay cả khi bạn không đồng ý.
Việc này cho thấy bạn đã lắng nghe và đánh giá cao ý kiến của họ. Nó cũng giúp duy trì một cuộc trò chuyện bình tĩnh và hòa bình. Hãy nhớ rằng, mục tiêu của việc lắng nghe không chỉ là thu thập thông tin, mà còn là kết nối và hiểu trải nghiệm của người khác. Bằng cách trở thành người biết lắng nghe, bạn có thể nuôi dưỡng lòng kiên nhẫn, sự đồng cảm và lòng trắc ẩn. Đức Phật dạy rằng, kẻ áp bức chúng sinh khác đang mong muốn hạnh phúc bằng bạo lực, trong khi bản thân đang tìm kiếm hạnh phúc sẽ không đạt được hạnh phúc về sau. Tương tự như vậy, người muốn được lắng nghe, nhưng không lắng nghe người khác, sẽ không tìm thấy sự thấu hiểu hay kết nối. Lắng nghe là một kỹ năng cần thời gian và thực hành để phát triển. Hãy kiên nhẫn với bản thân khi bạn rèn luyện kỹ năng lắng nghe tích cực. Hãy nhớ rằng, mỗi khoảnh khắc đều là cơ hội để thực hành chánh niệm, đồng cảm và kiên nhẫn. Theo lời của Đức Phật, nói hoặc hành động với một tâm trí trong sáng và hạnh phúc sẽ theo bạn như bóng với hình, không lay chuyển. Bài học 7. Suy ngẫm về kết quả. Suy ngẫm về kết quả của hành động và phản ứng của chúng ta là một bước quan trọng trong việc nuôi dưỡng lòng kiên nhẫn. Đây là cơ hội để chúng ta học hỏi, trưởng thành và đào sâu hiểu biết của mình về thế giới và bản thân. Để thực hành suy ngẫm, hãy bắt đầu bằng cách tìm một không gian yên tĩnh và thoải mái. Nhắm mắt lại và hít thở sâu vài lần. Sau đó, hãy nhớ lại một tình huống gần đây mà bạn đã thực hành kiên nhẫn hoặc rơi vào thiếu kiên nhẫn. Quan sát tình huống đó như thể bạn là một khán giả tách biệt. Hãy tự hỏi bản thân, hoàn cảnh như thế nào? Bạn cảm thấy thế nào? Bạn đã phản ứng như thế nào? Kết quả có tốt không? Hãy nhớ rằng, mục đích của bài tập này không phải là phán xét hay chỉ trích bản thân mà là để hiểu sâu hơn về vai trò của lòng kiên nhẫn trong cuộc sống của bạn. Nếu bạn thực hành kiên nhẫn, hãy suy ngẫm về cách nó ảnh hưởng đến tình huống. Liệu nó có giúp xoa dịu tình hình không? Nó có dẫn đến kết quả thuận lợi hơn không? Nó khiến bạn cảm thấy thế nào? Bạn có cảm thấy bình yên, an lạc và hài lòng không? Những kết quả và cảm xúc tích cực này có thể đóng vai trò như nguồn động lực và khuyến khích. Chúng nhắc nhở chúng ta về giá trị của lòng kiên nhẫn và truyền cảm hứng cho chúng ta tiếp tục nuôi dưỡng đức tính này. Nếu bạn rơi vào thiếu kiên nhẫn, hãy suy ngẫm về cách nó ảnh hưởng đến tình huống. Liệu nó có khiến tình hình leo thang không? Nó có dẫn đến kết quả kém thuận lợi hơn không? Nó khiến bạn cảm thấy thế nào? Bạn có cảm thấy hối tiếc, thất vọng hay không hài lòng không? Những kết quả và cảm xúc tiêu cực này có thể đóng vai trò như nguồn học hỏi và phát triển. Chúng làm nổi bật hậu quả của sự thiếu kiên nhẫn và cung cấp cho chúng ta những hiểu biết về cách chúng ta có thể quản lý cảm xúc của mình tốt hơn trong tương lai. Ví dụ, nếu bạn nhận ra rằng sự thiếu kiên nhẫn của bạn thường dẫn đến những hiểu lầm và xung đột, bạn có thể quyết định thực hành lắng nghe tích cực hoặc dành vài phút để bình tĩnh lại trước khi trả lời. Bên cạnh việc suy ngẫm về những tình huống cụ thể, bạn cũng có thể suy ngẫm về tổng thể quá trình nuôi dưỡng lòng kiên nhẫn của mình. Bạn có kiên nhẫn hơn trước không? Bạn có kiểm soát các yếu tố kích hoạt của mình tốt hơn không? Bạn có hiểu biết và thương cảm hơn với bản thân và người khác không? Hãy nhớ rằng, tiến bộ không phải lúc nào cũng theo đường thẳng. Sẽ có những thăng trầm, những khoảnh khắc thành công và những khoảnh khắc lùi lại. Nhưng miễn là bạn cam kết với hành trình này, miễn là bạn sẵn sàng học hỏi và phát triển, bạn sẽ tiến bộ. Theo lời của Đức Phật, đừng sống trong quá khứ, đừng mơ mộng về tương lai. Hãy tập trung tâm trí vào hiện tại. Suy ngẫm không phải là để sống mãi trong quá khứ, mà là để học hỏi từ nó. Đó là về việc sử dụng những kinh nghiệm quá khứ để hướng dẫn và cung cấp thông tin cho hành động hiện tại và sự phát triển tương lai của chúng ta. Nuôi dưỡng lòng kiên nhẫn là một hành trình không ngừng nghỉ, đòi hỏi sự kiên trì và nỗ lực. Tuy nhiên, những bài học và thực hành trong bộ hướng dẫn này đã cung cấp cho bạn những công cụ và kỹ năng cần thiết để bắt đầu hành trình này và dần gặt hái thành quả. Hãy nhớ rằng, lòng kiên nhẫn không chỉ là một đức tính, mà còn là một cách sống. Khi bạn áp dụng lòng kiên nhẫn vào mọi khía cạnh của cuộc sống, bạn sẽ dần nhận thấy sự thay đổi tích cực trong suy nghĩ, cảm xúc và hành vi của bản thân. Bạn sẽ trở nên bình tĩnh và sáng suốt hơn trước những thử thách, có khả năng kết nối sâu sắc hơn với người khác và trải nghiệm sự bình an nội tâm đích thực. Hành trình này không chỉ dành cho riêng bạn, mà còn là món quà quý giá dành cho những người xung quanh. Khi lan tỏa lòng kiên nhẫn, bạn sẽ góp phần tạo nên một thế giới hòa bình và yêu thương hơn. Hãy tiếp tục thực hành những bài học trong bộ hướng dẫn này, đồng thời rèn luyện lòng kiên nhẫn trong từng khoảnh khắc của cuộc sống. Chúc bạn thành công trên hành trình bồi đắp lòng kiên nhẫn và đạt được sự bình an nội tâm mà bạn mong muốn.